Mến chào quý khán thính giả đang đến với Sài Gòn Radio. Và ngày hôm nay, từ quyển không gian gia dị Sài Gòn, có rất nhiều những tùy bút, những tản văn, những chuyện ngắn hay, nhưng xin được trích với tất cả quý vị. Những câu chuyện liên quan đến hủ tiếu cũng là một đặc sản rất là Sài Gòn. Và cảm ơn ngồi bút của tác giả chính là nhà báo Trần Tiến Dũng. Và xin được giới thiệu với tất cả quý vị cùng đọc với anh Khoa là giọng đọc Rạc Sài Gòn, nghệ sĩ Tú Trinh. Và với chuyện ngắn đầu tiên, người xưa, người nay đều khoái hủ tiếu sa tế chợ lớn. Với nhiều người lớn tuổi, chợ lớn ngày nay ít còn không khí như ngày xưa. Người đàn ông tuổi khoảng 60 đến từ Vĩnh Long nói Hồi trước 75 đi chợ lớn, trước là để quay đèn màu, sau là để ăn ngon, cứ nhìn đèn màu sáng trưng suốt từ đường trận đạo kéo đến đường Đồng Khánh là thấy đã con mắt. Còn món ăn thì chỉ riêng các món hủ tiếu thôi thì cũng đã đợi. Về đèn màu trang trí quảng cáo ở các nhà hàng cửa hiệu của chợ lớn thì phải kể đến đèn lòng, đèn kéo quân. Nhưng thời gian gần đây khi Trung Quốc thè ra đường lưỡi bò chiếm biển Đông thì nhiều người Việt không còn thích đèn lòng, chữ tàu, nhấp nháy nữa. Việc bài bán quá đáng này có khi làm mất vui. Nhưng để bù lại, các món hủ tiếu ở chợ lớn ngày càng khiến cho mọi người ưa ăn, nhất là giới trẻ. Có một chàng thanh niên kể rằng, Cháu á, mỗi khi so bì các món ăn ngon của từng vùng miền, cháu đưa ra món hủ tiếu là được xếp đồng hạng nhất với món phở đó. Kể về sự đa dạng của hủ tiếu thì có lẽ chưa có món nào bị được chỉ từ sợi bánh bột gạo mà người triều châu gọi là cổ chéo vậy là chế ra gần chục món hủ tiếu khác nhau như là hủ tiếu bò viên hủ tiếu bò kho hủ tiếu gân viên bò đậu hủ hủ tiếu xá xíu hủ tiếu thập cẩm hủ tiếu cá nhưng trong đó món hủ tiếu ngon lạ miệng mà ít phổ biến là hủ tiếu hồ và hủ tiếu sa tế vì hủ tiếu hồ thì nấu bằng những miếng bột cán mỏng như bánh ướt, ăn với pha lấu lòng heo. Riêng hủ tiếu sa tế chợ lớn gồm có hủ tiếu sa tế bò và sa tế nai. Cái quán hủ tiếu sa tế lâu đời nhất ở chợ lớn trước chùa Nam Sơn, quận 5, chuyên nấu sa tế thịt bò. Ở khu Dương Đình Nghệ, Hàng Hải Nguyên, quận 11, có mấy quán nấu hủ tiếu sa tế thịt nai nấu ngon miệng hơn là cái quán nằm trên đường Phạm Văn Chí, quận 6. Nhưng dù là sa tế thịt nai hay bò, thì món này cũng đúng là kỳ công của nghề nấu hủ tiếu ở chợ lớn. Theo nhiều người thì món hủ tiếu sa tế do chính người Hoa chợ lớn sáng tạo, chứ không hề tìm thấy món này ở bất cứ phố tàu nào trên thế giới, kể cả ở Trung Quốc, Hồng Kông hay Đài Loan. Thực hư chuyện này chưa thể xác minh, nhưng đã lưu truyền cái tích về một người đàn ông Triều Châu chợ lớn tên là Tiết Nhân Quảng chế ra món này rồi mở tiệm Quảng Ký trên đường Triệu Quang Phục, quận 5. Ngày nay gia đình họ Tiết tiếp tục giữ và truyền nghề. Nghề nấu hủ tiếu sa tế tuy không thành tuồng tích cải lương như chuyện Tiết Đinh Sang phàn lệ quê, nhưng cũng có gốc có cội mà kể với đời. Chúng tôi đã ăn món hủ tiếu sa tế này không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng thấy rất ngon miệng đến nỗi phải thắc mắc về xuất xứ văn hóa ẩm thực của nó. Khi biết món này nấu với cả hai chục loại gia vị thì suy rằng đây là món có gốc Ấn Độ. Rồi thấy người nấu nói tiếng hoa, dùng sợi hủ tiếu chợ lớn thì lại suy rằng à, đây là kiểu ăn của người chà già, già chợ lớn lai trộn với kiểu ăn của người Minh Hương chợ lớn. Ôi thôi thì kiểu gì thì kiểu, miễn là dân Sài Gòn chợ lớn ta có được món ăn, kiểu ăn đến từ hai nền văn hóa ẩm thực hàng đầu thế giới là bánh rồi. Để nấu hủ tiếu sa tế, trước tiên phải có sa tế. Sa tế là ớt tươi và ớt khô xào với các loại dầu ăn cùng một số gia vị khác làm sa tế có người nắm bí quyết mới chế được sa tế ngon. Còn sa tế làm bán sẵn ở tiệm chạp phô thì không đủ ngon để mở tiệm nấu hủ tiếu sa tế được. Về nồi nước dùng, theo tìm hiểu thì hủ tiếu sa tế nai nên xương heo, hủ tiếu sa tế bò nên xương bò. Gia vị gần 20 loại như gừng, tỏi, xả, hành tím, hành tây, ớt bột, quế, mè, đại hồi, và đậu phộng rang vàng giả nhuyễn. Hỗn hợp gia vị này được xộn xào chung với dầu mè, sau đó là xào với sa tế. Một tô hủ tiếu sa tế vừa nấu xong có hai mùi nổi bật, là mùi sa tế thơm nồng và mùi đậu phộng béo lừng. Trong tô hủ tiếu sa tế, thịt bò hoặc thịt nai được trụng tái, sau đó cho thêm ít lát cà chua ít lát dưa leo và rau quế ngò gai phải nói là món hủ tiếu sa tế là món kích thích khẩu vị hàng đầu khó mà không chảy nước miếng trong họng khi ngửi khoái thơm ngào ngạt từ món ăn độc đáo này đến khi đưa vô miệng thì đậm đà vị cay chua béo bùi ngọt mặn vừa ngon miệng đã thèm lại vừa ấm cái bụng dù thời gian gần đây món hủ tiếu sa tế có được các báo quảng cáo, nhưng xem ra nhiều người sống ở Sài Gòn cũng ít có dịp ăn. Còn những người ở các địa phương khác thì gần như chưa từng được nếm qua. Sài Gòn chợ lớn có một món ngon cỡ như hủ tiếu sa tế mà ít được biết thì kể cũng có cái hay riêng. Bởi nếu thiên hạ ưa ăn quá dễ khiến cho mấy tay nấu bếp tồi nhào vô quậy kiểu bậy bạ, như nấu món phở khô thì loạn. Trở lại với hủ tiếu sa tế, nếu quý vị Việt Kiều có dịp về Sài Gòn chơi thì nên ăn qua. Nếu có con dâu, con rể đào quốc tịch thì cũng nên mời thưởng thức cho biết món hủ tiếu có một không hai ở xứ Sài Gòn chợ lớn. Chỉ xin nhắc quý vị là ai không ăn cay được hoặc ăn ít cay thì nhớ nói trước với mấy người với mấy ông mấy bà người Triều Châu chợ lớn họ gia giảm cho. Chúc quý vị có dịp ngon miệng về món hủ tiếu sa tế chợ lớn. Hủ tiếu Thái ở Sài Gòn Dân Sài Gòn xưa vốn có tính hiếu kỳ, nghe đâu đó có sự lạ là cơm ghe bè bạn tới coi cho hả. Ngày nay, Sài Gòn lại càng bề thế, dân sành ăn không cần phải đi đâu xa, cứ giọt xe Honda chạy theo tin đồn khoảng 5-10 phút là có món ngon trước miệng. Bạn tôi nói, mày tới số 24 tôi thất tùng mà ăn cái tứ hủ tiếu thái cho biết với người ta. Ra vậy, Sài Gòn bây giờ có hủ tiếu thái, rồi mai mốt biết đâu chừng. Trong menu, các món điểm tâm thường ngày, mọi người sẽ có món hủ tiếu Nam Dương, Miếng Điện, Ai Lao, dần dần. Nói chung là hủ tiếu của cả khối ASEAN. Thôi tôi thấy hứng khởi Phải vậy chứ Đúng là Sài Gòn Quán hủ tiếu Thái ở đối diện nhà thờ quyện sĩ Là một quán không giống các quán hủ tiếu Mọi người thường thấy một chút xíu nào Không thấy xe Nấu hủ tiếu như tiệm tàu Không thấy người đứng nấu giữa nồi niêu lỏng chỏng như các tiệm hủ tiếu Việt Không hiểu ở giọng các người Thái trưng bày tiệm ăn ra sao, chớ ở tiệm hủ tiếu Thái ở đường Tôn Thất Tùng này rõ ràng là mod của quán bán thức ăn nhanh kiểu Mỹ mà. Hồi trước, dân Sài Gòn đâu có lạ cái dạng nhà hàng bán gà rán, Kentucky hay hamburger, dần dần. Việc đưa hủ tiếu vào không gian ẩm thực, ăn nhanh, kiểu Mỹ thì quả là lạ. Nhưng tính hợp thời của kiểu bán hủ tiếu này đúng là có cái mới và phải nói là hay sẽ có ngày hủ tiếu tàu, hủ tiếu việt ở Sài Gòn đổi diện mạo mà chiếm lĩnh không gian ẩm thực mới này chắc chắn. Bởi vì một món ngon luôn luôn đủ mạnh để tồn tại mà không sợ mất bản sắc trong bất kỳ một không gian văn hóa nào. Nhiều khách ăn người Việt đã hỏi nhau đâu là bản sắc Thái trong cái tiệm hủ tiếu Thái kiểu Mỹ này. Những cái tô bằng sứ men trắng đựng hủ tiếu thật bự so với các loại tô đựng hủ tiếu giòn giòn, thanh nhã của người mình thỉa cái tô thái trong thô nặng. Họ cần cái tô ngoại khổ này để làm gì nhỉ? Đâu mấy người Sài Gòn có bụng chứa hết một tô hủ tiếu cỡ này. Hơn nữa họ đâu có nấu đầy tô, Nghiệm riêng theo cách của tôi thôi Chắc là họ phải dùng cái tô thiệt bự Để cho vừa đủ với mọi sức ăn Của các sát dân trên thế giới Hủ tiêu của người Thái Trên đường chinh phục khẩu vị toàn cầu mà Về phía thẩm mỹ hả Phải có cái cô tô bự cỡ đó Mới xứng với cái muỗng bằng xứ Có đường cong thon thả Và dài như cánh tay Dương ra đầy quyến rũ Của nàng vũ nữ sim trong điệu múa Thái Khi bước vào tiệm, vật dụng và màu sắc trang trí lạ khiến cho thực khách không khỏi ngại ngần nhưng rồi lập tức thị giác của khách sẽ được màu vàng thái xoa dịu ngay với người mình cái sắc vàng bột nghệ pha trộn dầu hộp điều này ở đâu có lạ vậy mà không hiểu từ bao giờ trong mắt dân tứ xứ cái màu vàng này đã là biểu tượng của người thái khi sắc vàng này trở thành một thứ màu làm nền nhãn hiệu chung cho các sản phẩm của người thái thì rất tự nhiên khi thực khách gọi tô hủ tiếu tôm dung họ sẽ được thưởng thức tô hủ tiếu có chất thái đặc trưng nhất. Tất nhiên, trong tiệm này cũng có các món khác như hủ tiếu thịt heo, thịt bò, hải sản. Đồ bếp thái ở đây khi nấu hủ tiếu, nước họ dùng cộng hủ tiếu dai như người Việt. Nước lèo trong thêm vị ngọt đường, ít gia vị, ít mỡ béo. Khi dọn ăn có thêm dĩa rau, xà lách, giá sống. Mùi vị không khác gì mấy so với hủ tiếu nấu theo cách của người mình. Và nếu nói về cái độ ngon đậm đà thì hủ tiếu Mỹ Tho rồi bà Năm Sa Đéc có phần hơn. Trừ món hủ tiếu tôm dung, bởi món này có vị cay, nồng mà chua chua, thêm cái sắc vàng thái nổi trên mặt nước lèo, vừa lạ miệng vừa bắt mắt. Dân Sài Gòn có người ưng ăn hủ tiếu khô hỏi người phục vụ trong tiệm, họ nói dạ là phở xào. Nhìn vào thực đơn quả thật thấy đề phở xào thịt heo, thịt gà, thịt bò, hải sản gọi ăn thử thì thấy không khác hủ tiếu mì của tiệm tàu cũng cái cọng hủ tiếu mềm xào cháy thơm khét mùi bột mùi nước tương đậu nành rau cải xào chung nó cũng giống duy có điều không chế nước sốt nên từng cọng hủ tiếu khô rời có vị thơm ngon riêng trong bốn lạc thú trên đời ăn là thú hàng đầu Tìm ăn hủ tiếu Thái ở Sài Gòn không chỉ tìm đến một món ngon gắn với một nền văn hóa ẩm thực tiếng tâm. Bởi khi khám phá cái cách mà người Thái quảng bá đặc sản hả, dù đó chỉ là một món hủ tiếu thôi, cái sự khám phá đó cũng chính là một cách ăn khác rất ngon miệng và cần thiết cho người Sài Gòn trên đường hội nhập và phát triển. Hủ tiếu gò công lên Sài Gòn Nói về món hủ tiếu thì xưa nay Người sành ăn chỉ kể đến các món hủ tiếu của người Hoa du nhập vào vùng đất phương Nam từ mấy trăm năm trước. Không có gì phải tranh cãi về bản quyền của các dòng hủ tiếu mì mà người Việt gốc Hoa đã nắm giữ. Nhưng người sành ăn đời nay cũng rất thú vị khi để tâm khám phá về các dòng hủ tiếu đã Việt hóa, trở thành một món điểm tâm ngon và hạp khẩu vị đến mức có thể quên đi gốc cội của món hủ tiếu tàu. Trước đây, người Sài Gòn biết đến hủ tiếu Mỹ Tho, Sa Đéc và ngày nay thật ngạc nhiên khi ai đó cho biết đã nhìn thấy hủ tiếu gò công lên Sài Gòn. Chúng tôi theo sự chỉ dẫn đã tìm đến quán hủ tiếu gò công của cô Hiền trên đường Thành Thái, quận 10. Quán cô khai trường ở một căn nhà mướn được hơn một tháng. Vẻ ngoài của quán không khác các quán ăn bình dân khác nhưng mùi hương hủ tiếu gò công lại là cả một sự kích thích khẩu vị. Vậy bạn sẽ hỏi hủ tiếu gò công có gì khác biệt với các dòng hủ tiếu đã việt hóa khác? Xin thưa ngài, cộng hủ tiếu đã là sự khác biệt. Nếu hủ tiếu xanh đét là cộng hủ tiếu dai thông dụng, cộng hủ tiếu mỹ tho trong và giòn, thì cộng hủ tiếu gò công rất trong, dai và mềm người việt xưa nay vẫn thích ăn hủ tiếu dai hơn là hủ tiếu mềm của người tàu, thế nên sự sáng tạo nên những cọng hủ tiếu dai theo từng khẩu vị dùng miền đã làm nên một đặc điểm thú vị. Được được biết quán cô Hiền lấy hủ tiếu từ các lò lâu đời ở Hòa Đồng Gò Công, giàu hết các nguyên liệu chính nấu hủ tiếu cũng được đưa lên từ xứ Gò Công. Quán cô Hiền chỉ bán hai món là hủ tiếu xương và hủ tiếu hải sản người phụ nữ tuổi gần 60 này cho biết, đã theo nghề nấu hủ tiếu từ năm 13 tuổi. Người truyền nghề là cô ruột với hiệu hủ tiếu bà Tư Bắc, nổi danh ở xứ Giàm Láng, Gò Công Đông. Nhiều người biết rằng bí quyết để nấu một món ngon hải sản là không dễ. Thường thì người Hoa rất giỏi giữ bí mật món nghề này. Thêm nữa, cô Hiền là dân Giàm Láng, mà đã là dân biển, Hải sản là món ăn thường nhật, nhưng chế biến thành món hủ tiếu sao cho có vị hấp dẫn khác với bữa ăn hàng ngày là đều phải có nghề tinh túy mới nấu được. Vì hương vị ngon của tô hủ tiếu hải sản gọt công đầu thể giống mùi vị của các món lẩu hải sản. Nhưng khác biệt hơn hết của hủ tiếu gọt công chính là món củ cải trắng ngâm chua ăn kèm. Thật lạ khi được biết ở Gò Công, nếu thực khách ăn hủ tiếu, dù là hủ tiếu tàu hay hủ tiếu Việt mà không có món củ cải trắng ngâm chua thì họ không ăn. Chính thói quen khẩu vị này đã làm nên phong cách riêng của hủ tiếu Gò Công. Cô Hiền cho biết, người Sài Gòn ít ai chịu cho thêm củ cải vào tô hủ tiếu, có người lại đòi tỏi ngâm chua. Tôi cố thuyết phục họ ăn để biết vị lạ độc đáo của món hủ tiếu xứ tôi biết ăn là nghiền luôn. Nếu bạn thưởng thức món hủ tiếu gò công, dù là ở một quán trên quận Bình Thạnh hay ở quán Cô Hiền, cũng là cơ hội để bạn thêm diễn tin rằng trong một Sài Gòn ngồn ngộn các món ăn ngon từ các vùng miền như hiện nay, việc thưởng thức thêm một món ngon thuần Việt cũng là một điều chỉ người Sài Gòn mới được cái hân hạnh đó. Sứ Gò Công chỉ cách Sài Gòn hơn 60 km, dùng đất của Thái Hậu Từ Dụ và Hoàng hậu Nam Phương cùng các hào kiệt phú gia nổi tiếng ở các thế kỷ trước. Hẳn nhiên cũng là dùng đất mà nguyên liệu thực phẩm và nghệ thuật nấu ăn, khẩu vị tinh tế của người sành ăn luôn là một chuẩn mực của văn hóa ẩm thực xứ Nam Kỳ xưa và nay. Hủ tứ chay Sài Gòn có lẽ chỉ ở Sài Gòn chợ lớn mới thấy cái cảnh bà con nhộn nhịp đi ăn các món chay trong ngày rằm hoặc ngày đại lễ của đạo Phật. Ngay cả với người không có đạo hoặc người chỉ thờ ông bà quanh năm không hề quan tâm đến chuyện ăn chay, nhưng hãy tới ngày rằm lớn là bị cuốn vào các tiệm đồ chay để tìm một tô hủ tiếu thay đổi khẩu vị. Trong vô số các món ăn chay đủ khẩu vị Bắc, Trung, Nam lại thêm tàu, nhật, hàng ấn thì món hủ tiếu chay là khiêm tốn nhưng lại đại chúng nhất nếu bạn chen chân vô được tiệm ăn chay thuyền viên ở trên đường nguyễn văn đậu giữa cảnh người ăn tại chỗ người mua về nhà đông nghẹt thì chắc rằng cái món trước tiên bạn chọn phải là hủ tiếu chay tìm hiểu lý do vì sao món hủ tiếu chay lại là, là cái món hàng đầu với người ăn chay Sài Gòn thì anh bạn nhậu Kim nhà thơ dĩa hè của chúng tôi nói món đó dễ dằn bụng hơn đỡ sót ruột chớ cơm chay nuốt khó trôi nhưng hủ tiếu chay đâu chỉ là cái món ăn để no trong ngày chay lạc mà từ lâu món này đã trở thành một món để các tiệm ăn chay cạnh tranh tay nghề nhằm hút khách Trước ngày lễ Phật Đản, chúng tôi ghé vô một xe bán hủ tiếu chay trên đường Lãnh Bình Thăng, quận 11, là một tô hủ tiếu chay. Lúc tính tiền bị chặt giá cắt cổ bèn phản ứng, trời, hủ tiếu chay gì mà bán giá mắc hơn hủ tiếu mặn. Bà chủ quán người Hoa nói, hề hey, hề, nấu nước lèo bằng rau có phải mắc mỏ hơn nấu thịt cá chứ? Tất nhiên, lập luận của bà bán hàng về chuyện rau cỏ mắc hơn thịt cá thì chỉ có ai có tâm từ bi không sát sinh mới chấp nhận. Nước lèo ở các tiệm hủ tiếu chay Sài Gòn ngày nay phân biệt giữa nước lèo có sử dụng bột ngọt và không dùng bột ngọt. Nếu có dịp ngửi khói thơm và nếm thứ nước lèo được ninh hoàn toàn bằng các loại rau củ mía lao dân dân không dùng bột ngọt thì sẽ cảm nhận được chuyện gì sao cái món hủ tiếu chay lại là, là món ăn tinh khiết. Nhiều chùa ở miệt chợ lớn dò gò dấp bình thạnh dẫn thường đại phật tử món hủ tiếu chay trong ngày rằm lớn tô hủ tiếu chay của các sư cô nấu thường rất giản dị nhưng đượm vị tinh khiết của rau củ nhờ cộng hủ tiếu dai vài lát đậu hũ ít la quế ngò thơm ăn chay trước tiên là dịp để thực hành giáo lý từ bi không sát sanh của đức phật và sau nữa là để tự mình an tâm mình ở một xứ thuần nông như việt nam ngày rằm âm lịch là ngày mà nhiều người tin rằng cây cỏ, rau củ tràn trời sinh lực. Thế nên sẽ là thiếu sót nếu không xem chuyện ăn chay là dịp để khẩu vị của mình hòa cùng hương vị tinh nguyên của rau củ thế gian. Những món ăn hủ tiếu chay ở các tiệm ăn thì lại khác, như ở Sớm Giá, ở quận 11, ở các tiệm ăn chay chợ lớn, hủ tiếu chay trong tô lại tại đây, thấy đẹp mắt và đa dị không thua gì một tô hủ tiếu mặn trong tô hủ tiếu chay không thiếu chả lụa chay hoàn thánh chay tàu ki rồi mì căng giòn mì căng mềm tương đen tương đỏ sa tế dân dân. những người thợ nấu ở đây muốn biến tô hủ tiếu thành một loại hủ tiếu thập cẩm chay để chiều ý thực khách khi được hỏi vì sao tô hủ tiếu lại dán dầu nhiều dầu ăn đến thế và đủ thứ như vậy thì một bà bán ở xóm giá cho biết khu này bán hủ tiếu chay quanh năm dân ở đây quen miệng đòi dậy rồi một nhà báo chuyên viết về món ăn có lần nói, các món ăn chay Sài Gòn thường không tự tin bằng ở tỉnh lẻ. Hủ tiếu cũng vậy, phải thêm đủ thứ thậm chí pha chế cả các nguyên liệu tẩm mùi thịt cá của món mặn. Ở gần Nghĩa Trang, nghệ sĩ Gòi Giáp có một tiệm chay bán mà hủ tiếu chay rất ngon. Đặc điểm của tiệm này là có thêm một miếng bánh chiên có vị đậu xanh, khoai môn. Tổ hủ tiếu chay ở cái tiệm nhỏ này làm người ta phát sinh ra một cái lý lẽ rằng Hủ tiếu chay Sài Gòn có khi không nhằm phục vụ cho chuyện ăn chay mang ý nghĩa tôn giáo mà đơn thuần là một món hủ tiếu bằng các loại đặc sản thực vật. Nếu nhìn nhận từ cái lý này thì món hủ tiếu chay Sài Gòn sẽ có cơ hội cập nhật phổ biến hơn với nhu cầu của đám đông muốn giảm bớt hoặc xa lánh thịt, cá, bơ, trứng. Quả thật nếu không phải làm công việc lao động quá nặng nhọc thì một tô hủ tiếu chay cũng đủ tròn một bữa ăn mà tô hủ tiếu chay sài gòn lúc nào cũng phong phú mùi vị và lúc nào cũng dư khả năng khiến cho người ta quên thịt cá mà vẫn cảm thấy ngon lành và câu chuyện ngắn cuối cùng của chùm chuyện và những tư liệu về hủ tiếu sài gòn xin mời quý vị cùng thưởng thức tản mạng về lịch sử cộng hủ tiếu hủ tiếu là món ăn phổ biến hầu khắp các tỉnh thành từ xa xưa đến nay hủ tiếu và hủ tiếu mì là món ngon có gốc từ văn hóa ẩm thực trung hoa ở miền nam nói chung và ở sài gòn chợ lớn nói riêng hủ tiếu tàu là món đặc trưng nhờ các hiệu mì da nổi tiếng truyền qua nhiều đời hầu hết người việt đều từng ăn qua hủ tiếu nhưng nhiều người trẻ sài gòn ngày nay ít ai để ý đến các chủng loại hủ tiếu, cũng như phân biệt đâu là cộng hủ tiếu của người Hoa, đâu là hủ tiếu của người Việt, và cả chuyện hủ tiếu của người Việt miền nào, tỉnh nào. Cộng hủ tiếu vốn được làm bằng bột gạo, và hẳn nhiên nguyên bản của nó là do người Hoa di dân và lưu vong du nhập vào xứ ta. Cộng hủ tiếu nguyên bản của người Hoa tồn tại đến ngày nay là cộng hủ tiếu mềm. Ngày trước, khi bạn vô một tiệm hủ tiếu tàu, bạn sẽ được các chú phổ kỳ tức là chạy bàn mời bạn ăn hủ tiếu mềm. Người Việt gốc Hoa dù là người Quảng, người Tiệu hay người Hẹ, dù ăn hủ tiếu khô hay nước, họ không ăn hủ tiếu gì khác ngoài hủ tiếu mềm. Món hủ tiếu xào cũng là xào cộng hủ tiếu mềm, thậm chí nếu họ ngán hủ tiếu mềm thì họ chuyển qua bún gạo. Cọng hủ tiếu mềm của người Hoa gần giống như cọng bánh phở nhưng mềm, trong, bở và to hơn cọng bánh phở. Nhiều người cho rằng hủ tiếu mềm của người Hoa và bánh phở là anh em sinh đôi, dù mỗi cọng bánh có tên riêng nhưng giống nhau đến khó phân biệt. Ngày nay, các xe bán hủ tiếu gõ của người nhập cư từ miền Trung có ở khắp các phố hẻm Sài Gòn. Bạn kêu một tô hủ tiếu, tức là bạn được bưng ra hủ tiếu dài. Hầu như không có xe hủ tiếu gõ nào bán hủ tiếu mềm. Dù ai cũng biết món khoái khẩu nhất của người miền Trung là món mì Quảng, cũng có cộng bánh bột gọi là mì, nhưng thật ra nó cũng na ná như cộng hủ tiếu mềm. Vậy cộng hủ tiếu dai khai sinh từ đâu? Người miền Nam từ xa xưa đã biến thể nguyên bản cộng hủ tiếu mềm thành cộng hủ tiếu dai đặc trưng. Thật thú vị khi nhớ lại lâu hết người miền Nam đều chỉ ưng ăn hủ tiếu dai dù có hàng trăm năm sống hài hòa cùng bà con người Việt gốc qua. Ngày trước, người Việt vô tìm hủ tiếu tàu không có hủ tiếu dai thì đành ăn hủ tiếu mềm. Nhưng có người nhất định không ăn hủ tiếu mềm, chỉ gọi một tô mì hoặc đối đế lắm thì gọi bún gạo mì. Khẩu vị chọn ăn hủ tiếu dai này thật đặc biệt và có lẽ chính vì cái khẩu vị độc lập này mà các hiệu hủ tiếu Mỹ Tho, Đồng Tháp, Sa Đéc, Gò Công ra đời và gian danh. Cộng hủ tiếu dai bình thường được làm từ bột gạo, tùy loại gạo ngon hay dở mà định chất lượng giá cả cộng hủ tiếu nhưng đặc biệt cộng hủ tiếu mỹ tho gò công đồng tháp được làm từ bột gạo lọc nên cộng hủ tiếu dai đúng là một sáng tạo thú vị của người xưa tất nhiên cách nấu nước lèo gia vị nêm nếm phụ phẩm ăn kèm của các hiệu hủ tiếu việt so với hủ tiếu tàu khác biệt hẳn hoi và chính các cộng hủ tiếu dai mang tên các địa phương miền nam đã tạo ra sự khác biệt để giúp đa dạng khẩu vị món ăn Việt. Cộng hủ tiếu dai từ xưa cho đến nay không chỉ là nguyên liệu chính cho các điểm hủ tiếu từ bình dân cho đến sang trọng, mà chính những đầu bếp gia đình người miền Nam mỗi khi có đám tiệc thường nấu món hủ tiếu dai xào lòng heo, lòng cha cầm, hải sản hay xào chai. Nếu ai là người miền Nam hay đi ăn đám ở xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh thì sẽ biết món ngon này chưa bao giờ bị chê, bị ế. Và Bảo đã một điều rằng là dù ở thế hệ nào, dù bất cứ ai sống ở trên mảnh đất Sài Gòn này cũng đã từng qua với văn hóa ẩm thực Sài Gòn và đặc biệt không thể nào chưa từng ăn đến những món hủ tiếu hay mì hay bánh canh hay nuôi ở Sài Gòn. Chúng tôi cảm ơn vì những câu chuyện ngắn thật hay từ nhà báo trần tiến dũng và đến đây xin được phép nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện khác trong những lần sau